Cặp song sinh Dính Liền Diệu Nhi Trúc Nhi sau 25 ngày phẫu thuật đã cười đùa vui vẻ. Ngày đầu thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các sĩ tử thở phào nhẹ nhõm vì đề thi vừa sức. Vàng bất ngờ lao dốc sau khi vượt đỉnh 62 triệu đồng một lượng. Minh Phương cùng Như Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị. Chúng ta đưa điểm qua một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị đến với chuyên mục Tin nóng. Thưa quý vị, hình ảnh lan tỏa hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay có lẽ là video do Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải về hai bé gái Trúc Nhi và Diệu Nhi đang cười giỡn nở nụ cười hồn nhiên sau 25 ngày mổ tách dính thành công. Sự sắp đặt của tạo hóa luôn có lý do riêng, nhưng từ hoàn cảnh sinh ra với hai cơ thể dính liền đặc biệt thì bây giờ với sự nỗ lực của các y bác sĩ, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hơn nữa, Như Nguyễn cảm nhận được là dường như hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi có một sức mạnh sinh tồn mãnh liệt. Chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh mới nhất về hai bé quý vị nha. Chúng ta đang được nhìn thấy hình ảnh của bé Trúc Nhi đang vui vẻ chơi trò ú òa với các y bác sĩ. Bé tỏ ra vô cùng lanh lợi, đặc biệt em có nụ cười tỏa nắng khiến trái tim ai cũng phải xao xuyến. Các y bác sĩ cho biết bé rất thích chơi trò này sau mỗi cử sữa. Còn Diệu Nhi thì lại thích bài hát Hai Bàn Tay Của Em. Bé đã biết đưa tay múa theo điệu hát và còn biết lắc đầu làm duyên. Lắc đầu vậy. Cách đây 2 ngày, lần đầu tiên các bác sĩ cắt 1cm thanh bột ngang cố định khung chân và xương chậu trên người Trúc Nhi, Diệu Nhi. Dự kiến ngày mai sẽ cắt thêm vào 1cm để xê dịch lại dần dần và cho hai bé tập đi trong 6 tuần tới. Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, trong vòng 3 tháng tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn. Những hình ảnh của hai em Diệu Nhi và Trúc Nhi vừa rồi hy vọng là phần nào giảm bớt đi những áp lực căng thẳng của gần 900.000 thí sinh cả nước đang phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm 2020. Song hành với các em còn có các quỹ phụ huynh, các thầy cô giáo và một kỳ thi hết sức đặc biệt khi mà dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Và Bộ Giáo dục Đào tạo cùng các sở ban ngành cũng đã rất cố gắng bằng mọi biện pháp làm sao để kỳ thi được diễn ra an toàn và thuận lợi. Và hôm nay, ngày thi đầu tiên tại các điểm trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hầu hết các thí sinh đều thở phào với đề thi của năm nay. Xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, từ khoảng 6 giờ 30 phút sáng, đã có rất nhiều thí sinh đến điểm thi sớm để tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi. Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn đầy đủ ngay trước cổng trường để đảm bảo an toàn. Sau khi vào khu vực thi, các thí sinh đến đúng phòng thi của mình và chờ giám thị đọc tên rồi lần lượt vào phòng thi. Các vị trí chỗ ngồi của thí sinh trong phòng thi đều được đảm bảo khoảng cách an toàn. Tất cả thí sinh, cán bộ làm công tác thi đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Hôm nay, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là ngữ văn. Qua trao đổi trước thêm kỳ thi, một số thí sinh bày tỏ sự tự tin, háo hức, mong chờ đề thi năm nay. Các em hy vọng đề sẽ không quá khó để có thể đạt được điểm cao. Và đúng như những gì các em mong đợi, đề thi văn có câu nghị luận xã hội có ý nghĩa và sát thực tế, hỏi về bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Buổi chiều các em bước vào thi môn toán. Kỳ thi năm nay, toàn thành phố Cần Thơ có 10.023 thí sinh đăng ký dự thi với 24 điểm thi phân bố tại các trường trên địa bàn. Còn bây giờ Minh Phương mời quý vị cùng đến với Đồng Tháp, vùng đất với bao con người hào sảng và luôn vì cộng đồng, đồng hành cùng các sĩ tử trong ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông hôm nay. Hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế, suất cơm trưa và nước uống đã được các bạn đoàn viên thanh niên và chị em phụ nữ huyện Hồng Ngự phát tặng miễn phí cho các thí sinh. Tại huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 9 tháng 8, hàng trăm thí sinh của huyện bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Để tiếp sức cùng các em trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ và huyện đoàn đã phát tặng hơn 1.400 cái khẩu trang y tế phòng dịch bệnh cho các thí sinh, 1.000 cây viết, nước uống và hàng ngàn suất cơm trưa cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trên 40 triệu đồng từ nguồn vận động các mạnh thường quân. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn chia thành nhiều điểm túc trực tại các bến phà, đoạn ngang, phân luồng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian các thí sinh đi thi.
Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2020, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt để thí sinh dự thi, làm bài đạt kết quả cao nhất. Đồng thời tạo môi trường để các bạn đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Thưa quý vị, hôm nay trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi nhiễm COVID-19, đó là một học sinh 11 tuổi, ngụ phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. Theo khai báo của gia đình, cháu bé trên sinh sống cùng mẹ tại một khu trọ nằm trong hẻm ở đường Phan Đình Phùng, phường Phước Hòa, sát ngay chợ Tam Kỳ. Từ ngày 14 đến 24 tháng 7, sau khi được nghỉ hè, cháu ra Đà Nẵng chơi với ông nội. Khi cháu về thành phố Tam Kỳ, gia đình chủ động đi khai báo y tế và được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Đến nay, kết quả xét nghiệm lần 1 đã cho thấy cháu bé trên dương tính với virus SARS-CoV-2. Và ngay trong tối ngày 8 tháng 8 thì sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành y tế tỉnh Quảng Nam và lực lượng chức năng thành phố Tam Kỳ đã phong tỏa khu phố gần chợ Tam Kỳ. Lực lượng chức năng cũng đã diệt khuẩn khử trùng khu vực nhà trọ cho bé ở, truy lùng các trường hợp F1, F2 ngay trong đêm và đưa tất cả các trường hợp F1 vào khu cách ly tập trung. Thưa quý vị, trong những lúc gian khó vì dịch bệnh tại Quảng Nam, Đà Nẵng thì rất nhiều những hành động đẹp lan tỏa làm ấm lòng người. Như sáng ngày hôm nay thì người dân ở thành phố Đà Nẵng đi chợ đã chứng kiến cảnh hàng ngàn tiểu thương cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng truyền đi thông điệp Đà Nẵng ơi, cố lên để cổ vũ thành phố vượt qua đại dịch. Quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với hình ảnh vô cùng đẹp này nhé. Sáng ngày 9 tháng 8, ghi nhận tại chợ Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hầu hết bà con tiểu thương đều hưởng ứng nhiệt tình với hoạt động mặc áo cờ đỏ sao vàng để cổ vũ thành phố vượt qua đại dịch COVID-19. Đẹp nhất là hình ảnh sau lưng chiếc áo có in dòng chữ Đà Nẵng ơi, cố lên. Hoạt động do công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng phát động toàn thể các hộ kinh doanh các chợ trên địa bàn thành phố. Được biết, ngoài vận động đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng, công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng có yêu cầu tiểu thương thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, cam kết bán đúng giá và không tăng giá bất hợp lý và chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về giá cả hàng hóa, không tăng giá hàng hóa bất hợp lý, không đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, không gian lận về giá, tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá gây bất ổn thị trường. Kính thưa quý vị, đợt dịch COVID-19 hồi tháng 4, chính phủ ra quyết định giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh. Từ đó không chỉ về vấn đề kinh tế, người dân còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Và mới đây khi dịch COVID-19 trở lại với những ca nhiễm đầu tiên thì người dân đã tranh thủ đi cắt tóc vì lo lắng câu chuyện trên sẽ lặp lại. Những ngày qua, người dân đặc biệt quan tâm đến việc cắt tỉa lại mái tóc sao cho gọn gàng. Phần vì vào hè, thời tiết nóng bức, phần vì lo sợ giãn cách xã hội do tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng. Mình cũng lo lắng là cái lần xã hội lại không thể đi cắt tóc được, nên là mình tranh thủ hết trước để tóc dài thì nó ngứa khó chịu. Cũng trong mùa dịch nó nên là mình chọn cái tóc ngắn gọn nó khỏe. Hôm nay mình chọn cái tóc gọn gàng là để lỡ nếu có giãn cách lần nữa thì tóc nó sẽ được không nó như nó ra không có nhiều, mình cũng tranh thủ đi cắt. Theo ghi nhận tại một cửa hàng tóc trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày dịch COVID-19 trở lại, mỗi ngày có khoảng 70 lượt người đến cắt tóc, vào ngày cuối tuần tăng lên khoảng 20 người. Cái tâm lý là mỗi lần cắt tóc trước, thì để nhà bất cứ khó chịu, tóc dài hơi ngứa ngáy khó chịu xây. Thì mình cũng không biết sắp tới sẽ cách ly xã hội hay không, nhưng mà tụi mình hàng ngày đều sát khuẩn và nên thở đều luôn đeo khẩu trang. Thì lên ghế một khách như thế này thì sẽ sát khuẩn tay một lần. Tương tự, tại các tiệm cắt tóc lớn nhỏ khác trên địa bàn thành phố, lượt khách đến cũng nhiều hơn so với trước đây. Cho đến hiện tại, phía lãnh đạo chưa có chỉ thị mới liên quan tới giãn cách xã hội. Như Nguyễn nè, trong tuần rồi thì Như Nguyễn có đi bán vàng khi mà vàng đã lên tới cái mức giá là 62 triệu một lượng không? Ừ, thôi Minh Phương đừng nhắc nữa, tại vì bây giờ Như Nguyễn cảm thấy có chút tiếc vì đã không bán đó Minh Phương ạ. Hôm nay trong phiên giao dịch mới, vàng đã lao dốc về ngưỡng 59 triệu đồng rồi thưa quý vị. Giá vàng miếng SJC tại công ty Doji sáng nay ngày 9 tháng 8 giảm thêm 900.000 đồng một lượng so với mức giá ngày hôm qua, bán ra còn 59,4 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý là những ngày cuối tuần thường giá vàng khá ổn định, nhưng ngày hôm nay giá vàng niêm yết tại công ty Doji liên tục biến động, từ mức 60 triệu đồng một lượng rơi xuống 59,7 triệu đồng một lượng, rồi giảm thêm 300.000 đồng một lượng xuống mức giá hiện nay. Như vậy, so với mức đỉnh 62,23 triệu đồng một lượng, chỉ sau 2 phiên giá vàng đã bốc hơi 2,83 triệu đồng một lượng.
Thật ra thì cũng không hẳn là phải tiếc lắm đâu như Nguyễn ạ, bởi vì với mức giá mua vào như hiện nay thì nếu mua vàng ở mức đỉnh và bán lại vào thời điểm hiện tại thì người mua sẽ phải chịu lỗ là 4,43 triệu đồng một lượng. Còn trường hợp mà chúng ta đã bán vàng ở mức đỉnh nay mua lại được giá rẻ hơn khoảng 3 triệu đồng một lượng. Và các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo tốt nhất là người dân chúng ta nên giữ vàng trong nhà cho an toàn, tránh bị đạo trích rình mò là yên tâm nhất. Vì với sự biến động liên tục này thì việc mua vào bán ra thế nào là cũng bất lợi thưa quý vị. Tiếp theo là một sự việc xảy ra sáng qua tại Long An. Phát hiện 3 chiếc xe tải có biểu hiện nghi vấn đi từ hướng huyện Tân Hưng về thị xã Kiến Tường. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng kiểm tra, tuy nhiên 3 phương tiện này bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phải truy đuổi nhiều giờ liền mới bắt giữ được 3 phương tiện. Tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên 2 xe chở một số lượng lớn gỗ lậu. Sau đây là ghi nhận chi tiết về sự việc. Sau khi 3 chiếc xe quay đầu bỏ chạy về hướng Tân Hưng, lực lượng truy đuổi đến 7 giờ cùng ngày, công an thị xã Kiến Tường kết hợp với công an huyện Tân Hưng bắt giữ đưa về công an thị xã Kiến Tường xử lý. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe chở khoảng 5,5 tấn gỗ trắc và các loại khác có nhiều kích thước. Cả 3 tài xế là Nguyễn Văn Tuấn Tài, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An, Nguyễn Trung Trực, ngụ xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, Long An và tài xế Trần Thanh Trọng, ngụ xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ. Bước đầu, cả 3 tài xế khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ tên tuổi.